chào quý khán giả đang đến với chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nhân dịp xuân mới Canh Tý, xin chúc cho quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn. Thưa quý khán giả, năm 2019, các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước gần 790 triệu đô la Mỹ, tăng gần 190 triệu đô la Mỹ so với kế hoạch của tỉnh và tăng 57 triệu đô la Mỹ so với năm trước. Đây là một tín hiệu vui cho thấy các doanh nghiệp FDI đầu tư tại Đồng Nai làm ăn có hiệu quả và không ngừng mở rộng sản xuất. Trong những ngày đầu xuân mới này, hãy cùng chúng tôi nhìn lại thành công của một số doanh nghiệp FDI đóng chân tại Đồng Nai. Đây là hình ảnh người lao động đang khẩn trương làm việc cho kịp đơn hàng vào những ngày giáp Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc United British Việt Nam tại khu công nghiệp Nhân Trạch 1. Là doanh nghiệp 100% vốn Malaysia, hoạt động trong lĩnh vực may mặc, thời trang, là nhà sản xuất hàng đầu của các thương hiệu thời trang thể thao lớn, áo khoác, thời trang hàng ngày và thời trang trẻ em, trẻ sơ sinh xuất khẩu sang Mỹ, Canada, châu Âu và châu Á. Hiện mỗi tháng doanh nghiệp này xuất khẩu trên 800.000 sản phẩm các loại. Ngay từ cuối năm 2019, doanh nghiệp đã nhận được nhiều đơn hàng lớn từ các đối tác cho năm 2020. Năm 2019, công ty chúng tôi hoạt động khá ổn định, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tình hình sản xuất cũng có bước tăng trưởng vượt bậc. Dự kiến thời gian tới, thông qua việc mở rộng sản xuất tại Đồng Nai và một số tỉnh miền Trung, chúng tôi sẽ tăng 30% công suất của nhà máy để đáp ứng các đơn hàng của khách hàng tiềm năng trên thế giới. United British hiện cũng là một trong số ít doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia chương trình Better Work, làm việc tốt hơn Việt Nam do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC hợp tác triển khai từ năm 2009. Chúng tôi mong muốn năm 2020 công ty sẽ còn phát triển hơn nữa. Để làm được điều đó, công ty đã lên kế hoạch đầu tư đồng bộ máy móc tự động, cải tiến công nghệ, đa dạng về chủng loại sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi đang còn có đề án phát triển nguồn nhân lực. Năm 2019 cũng là một năm thành công vượt bậc của công ty Terumo BCT, đóng chân tại khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành. Là doanh nghiệp duy nhất của Đồng Nai sản xuất túi máu, thiết bị tách và thu thập thành phần máu. Khi mới đi vào hoạt động, công ty Terumo BCT có tổng vốn đầu tư 110 triệu đô la Mỹ. Đến nay, công ty đã 3 lần tăng vốn lên 175 triệu đô la Mỹ. Dự kiến trong năm 2020 này, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên con số 200 triệu đô la Mỹ. Năm vừa qua là một năm thành công nhất của công ty chúng tôi trong 6 năm hoạt động tại Đồng Nai. Cuối năm vừa qua, chúng tôi cũng đã hoàn thành dự án mở rộng sản xuất với khoản đầu tư hơn 50 triệu đô la. Năm nay, chúng tôi cũng sẽ tuyển thêm khoảng trên 2.500 nhân viên để đáp ứng nhu cầu của các đơn hàng trong năm 2020 này. Không chỉ hai doanh nghiệp trên mà hầu hết các doanh nghiệp đầu tư tại Đồng Nai trong năm qua đều làm ăn khởi sắc. Có thể thấy qua những con số ấn tượng như lĩnh vực đầu tư nước ngoài đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, giải ngân vốn FDI đạt 1,66 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu của Đồng Nai năm 2019 chính thức đạt 3,53 tỷ đô la Mỹ, cao nhất kể từ trước đến nay. Các doanh nghiệp FDI năm qua cũng đã nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước gần 790 triệu đô la Mỹ. Tăng gần 190 triệu đô la Mỹ so với kế hoạch của tỉnh và tăng 57 triệu đô la Mỹ so với năm trước. Đồng Nai là một trong các địa phương dẫn đầu về phát triển khu công nghiệp với 31 khu công nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 10% khu công nghiệp cả nước. Cả nước có 325 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trên 78%, trung bình cả nước đạt 51%. Hiện trong các khu công nghiệp có khoảng 1.117 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 22,3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, có 79 dự án FDI đang xây dựng, có nguồn vốn đăng ký gần 1,76 tỷ đô la Mỹ. Những dự án FDI đầu tư vào các khu công nghiệp thời gian xây dựng nhà xưởng, văn phòng để đi vào hoạt động khá nhanh, chỉ từ 12 đến 24 tháng để hoàn thành. Các dự án sớm hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tạo thêm điều kiện để năm 2020, Đồng Nai tăng thu từ khối FDI. Cái năm 2019 thì khi Tổng cục Thống kê thông báo thì cái phần tăng trưởng GRDP của Đồng Nai là đạt 9,05%, rất ấn tượng. Trong các năm vừa qua là không thể nào đạt được cái mức này từ nhiều năm rồi. Đây là thành tích lớn nhất.
thu hút vốn đầu tư cũng là đạt cái chỉ tiêu nghị quyết đề ra, kể cả khối FDI lẫn cái khối đầu tư trong nước cũng là cái dấu hiệu tốt cho tỉnh. Và cũng là cái năm mà chúng ta cũng đã vượt qua nhiều cái khó khăn thử thách để mà cố gắng là hoàn thành tốt nhất cái công việc. Kinh tế tăng trưởng khá đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp mới ra đời. Có được điều này là do tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp về thủ tục đăng ký, cũng như tăng cường đối thoại, tháo gỡ kịp thời những khó khăn về cơ chế, chính sách trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Công tác gặp gỡ doanh nghiệp được tổ chức kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Điểm tôi cho rằng có mấy điểm sáng của Đồng Nai. Cái thứ nhất là cái tỷ lệ công nghiệp hỗ trợ theo như định hướng của tỉnh Đồng Nai. Nói về các doanh nghiệp lớn, thì các doanh nghiệp có vốn là trên 10 triệu đô la, chiếm đến trên 80% tổng của tất cả các cái nguồn vốn đầu tư. Như vậy có thể thấy rằng là chúng ta cũng vừa đạt được cái tỷ lệ của doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, đồng thời ta cũng đạt được cái tỷ lệ các doanh nghiệp có cái vốn đầu tư lớn. Cái thứ ba về cái tỷ lệ các cái doanh nghiệp có cái công nghệ cao. Thế thì nếu như từ những năm trước thì những cái doanh nghiệp đạt tỷ lệ công nghệ cao nó chỉ trong khoảng vài phần trăm để lên đến 10%, thì nay cái số này nó đang tăng dần. Năm 2019 thì đạt được khoảng chừng 17% trong tổng vốn đầu tư mới. Với những cái chia sẻ như trên thì chúng tôi thấy rằng là có thể khẳng định rằng cái dòng vốn đầu tư vào Đồng Nai đang có cái thực chất tăng, nó đóng góp thực tế vào cái nền kinh tế của Đồng Nai. Có thể thấy, ngoài đóng góp cho nền kinh tế tỉnh nhà, doanh nghiệp FDI còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ tiếp nhận công nghệ của nền kinh tế, đồng thời tạo sức ép để nhiều doanh nghiệp trong nước phải chủ động đổi mới công nghệ, thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh. Khu vực FDI cũng đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng, mở rộng quan hệ với các nước cũng như nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên thế giới và khu vực, giúp Việt Nam hội nhập thành công. Doanh nghiệp FDI còn thúc đẩy cải cách và cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vâng, có thể khẳng định Đồng Nai đã và đang dành những ưu đãi lớn để thu hút dòng vốn FDI là nhằm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động, phát triển hỗ trợ, phát triển công nghiệp công nghệ cao với hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao. Xin chúc cho các doanh nghiệp FDI nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp Đồng Nai nói chung, một năm mới nhiều thắng lợi và thành công. Chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào, tạm biệt.